Ngày 2 tháng 9, Công an phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cướp giật tài sản táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là một người phụ nữ đang đi bộ trên đường phố. Qua tìm hiểu, một số nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ cùng ngày. Thời điểm này, chị V vừa từ một salon tóc đi ra đường và chuẩn bị vào một cửa hàng bán thú cưng nằm ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận khi chị v đang sang đường thì bất ngờ từ phía sau có hai thanh niên điều khiển xe tay ga áp sát giật mạnh chiếc điện thoại và ví tiền của nạn nhân đang cầm trên tay ngay lập tức chị v truy hô rồi chạy bộ đuổi theo nhưng bất thành lúc này hai tên cướp đã tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường toàn bộ vụ việc được camera an ninh gần đó ghi lại được biết chiếc điện thoại của nạn nhân có giá trị lớn và bên trong ví tiền có nhiều giấy tờ quan trọng hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ